Buổi tối đã có một cuộc hẹn hò riêng đầu tiên trong nhà chung. Đi hướng này, và đi hướng người này. Chủ động là Lợi. Cuộc hẹn đầu tiên của em ấy. Cuộc hẹn đầu tiên. Bây giờ mình chốt lại cuộc hẹn đầu tiên lúc 10:35. Căng thẳng quá anh. Cũng thấy căng thẳng quá. Em buồn thấy. Dạ, không biết nói gì. Em có phát hiện hoặc là em cảm thấy không thích anh điều gì? Em chưa phát hiện ra. À, tạm thời là chưa đúng không? Dạ. Thực là lúc ban đầu gặp cả bốn người thì em có ấn tượng với anh nhất. Cảm ơn em. Cảm ơn không em. Không biết nữa, nhưng mà em nhìn anh thì em cảm thấy nó có gì đó gọi là nó có tương đồng một chút. À. Và là gì ta? Thường thường mà những người thích nhau á, nhìn nhau thì người ta có một cái gì đó như vậy ha. À, từ lúc giờ thì em quen bạn trai bao lâu rồi? Quen bạn trai bao lâu rồi là sao em? Ý là em quen bạn trai khoảng bao nhiêu người rồi? Dạ, hồi cấp 3 là em có quen một người. Rồi là em quen được bao lâu? Cách đây 3 năm, 2-3 năm. Quen được 2 năm. Quen được 2 năm? Dạ. Rồi chia tay bạn ấy bao lâu rồi? Dạ, chia tay hơn 2 năm. Hơn 2 năm? Dạ. Vậy là cái người bạn trai của em tính ra thì em mới từ lúc cấp 3 thì mới quen cái người đó thôi, chính thức thôi đúng không? Dạ. Còn những người còn lại thì chỉ là tìm hiểu. Dạ. Cũng không có gọi là yêu. Đúng không? Dạ. Vậy là cũng chưa tính. Dạ đúng rồi, không tính. Mỗi người bạn trai như thế nào? Em thích một người phải tất nhiên là phải ga lăng, biết quan tâm này nọ, mấy cái đặc điểm đó là phải có. Đúng rồi. Phải thì... chín chắn. Chín chắn. Thực sự em rất là thích một cái người mà nghiêm túc và chín chắn trong cái cách suy nghĩ á. Ừ, đúng rồi. Vì em thì tiếng em cũng kiểu nó cũng hơi trẻ con. Ừ. Em ít nói. Theo anh nghĩ thôi, cái kinh nghiệm của anh thôi. Thì em nên tìm một người con trai đúng là phải chín chắn, tất nhiên nó có gọi là một chút gì đó để mang đến niềm vui cho em. Mình không thể nào tìm một người bạn trai ít nói giống như mình được. Dạ đúng rồi. Anh Lợi là một người có suy nghĩ rất là chín chắn và có cái sự cân bằng giữa cái việc hài hước hòa đồng với mọi người với cái suy nghĩ nghiêm túc trong công việc tình cảm. Và mình muốn được hiểu, được hẹn hò và để gần gũi với anh Lợi nhiều hơn trong thời gian sau này. Sau cuộc hẹn ngắn ngủi, Lợi dường như vẫn thấy chưa đủ nên lại tranh thủ kiếm cớ rủ mọi người đi dạo. Nó sủa kìa. Anh la cho nó im coi. Im, sủa cái cho nó im coi. Anh mới là người sủa, không muốn. Không có giằng đối nha. Tụi mình có quớt đi diễn trên sàn này cho em. Em đi vậy là mới hợp với phong cách của em thì. Ai nói với anh là phong cách của em vậy? Phong cách gì mà kỳ cục vậy? Thế người đi đẹp quá à. Không quá. Giống đi chung rượu quá ha. Bây giờ nó nghe nào thì mình nắm đầu đi. Nắm đầu đi. Mình hút nó một phát. Bây giờ mình sẽ chơi trò núp hù nó. Chơi hù nó mới sợ. Bây giờ anh ở đây, em đứng chỗ đây. Rồi bây giờ 1, 2, 3 cái này mình ra cái hù nó nha. Phải chăng đây là ý của anh chàng về chàng trai phải tạo cho em bất ngờ? Theo anh nghĩ thôi, cái kinh nghiệm của anh thôi. Thì em nên tìm một người con trai đúng là phải chín chắn, tất nhiên nó có gọi là một chút gì đó để mang đến niềm vui cho em. Mình không thể nào tìm một người con trai ít nói giống như mình được. Dạ đúng rồi. Lên lò ra nha. Biết sao tụi em hết hùng không? Người ta hù thì tụi em không thấy gì hết, mà anh hù cái mặt anh em sợ. Sau cuộc đi dạo đêm vui vẻ, các thành viên quay trở về nhà thì có một sự cố bất ngờ xảy ra. Em đã say, mọi người chứng kiến giùm nha. Say thì không có kiềm chế được. Và khi sờ vào cái gì đó nó, thì anh không có lấy nha. Nói chuyện thì phải cái túi xíu anh không có lấy nha. Kiểm đi. Còn nếu không hấp thì kiếm cho em. Ok. Anh đứng lên cho em sờ đi. Ok. Sao giờ lại? Anh muốn em sờ ở đâu trước nè? Anh nói giỡn. Kiếm đàng hoàng rồi xong đi qua ngồi. Anh không có giỡn với em. Anh là người giữ em đâu đi bộ mà. Dạ em sợ không để là căng quá, căng quá. Nghiêm túc. Căng quá. Dạ sợ không?
để nghiêm túc nè. Có biết xe. Ôi Phước về, Phước về. Alo. Hello, lạc đường. Đỏ gần chết luôn. Phước cũng vừa về đến, than đói và ai đó cũng rất sốt sắng. Em nấu. Ok. Trời anh nghĩ kiếm chi lắm luôn á trời. Đồ sao nữa? Yes. Đưa đây. Em gọi xuống em. Có nghĩa là em đang năn nỉ anh trả điện thoại cho em, chứ em không nói là anh Khương lấy điện thoại của em. Hay là em không có nói vấn đề gì. Ủa, mà rất là nặng ở đây. Năng nghĩ là sao? Anh đâu có giữ đâu mà năng nghĩ. Bây giờ ăn đi anh. Em hiểu cái vấn đề không? Sao em người lớn xíu. Anh gọi cho em cái nữa đi. Thì anh Hà em nói gì đi. Gọi đi. Em nói người ta gì phải có chứng cứ. Còn em giỡn phải ra giỡn, em hiểu không? Không. Em chưa hiểu. Đúng rồi, nói từ từ rồi đó. Nè đó, anh cầm luôn đi. Đúng không? Đúng rồi, tại sao qua đây nằm vậy ta? Nãy giờ là em để bên đây là hai cái qua đó luôn á. Không có vấn đề gì luôn. Trời ơi. Tại sao nằm đây ta? Lớn rồi. Nè anh Khương, nếu mà em có sai á, anh cứ nói. Em nói thiệt là em sẽ đứng trước máy quay, em sẽ đứng trước mọi người để mà xin lỗi anh. Anh là con trai, cái cách nói chuyện của anh phải là tế nhị và lịch sự. Cái cách anh nói chuyện như vậy là không có tôn trọng người khác. Ví dụ như em nói như vậy, đâu có gì quá đáng đâu anh Khương. Mà anh nói lớn nhỏ vậy đây. Ok anh sai, anh xin lỗi em được chưa? Anh giữ giùm điện thoại cho em rồi anh nói em vậy là anh xin lỗi em. Ok anh sai. Tự nhiên cái vấn đề nó cũng không có gì mà lớn lao, tự nhiên anh làm căng với em chi. Trong khi anh rất là bình thường á, em nhận xét anh là một người ga lăng, dễ thương, dễ gần. Nhưng mà thật sự á, cái ngôn từ mà để mà anh nói khi người khác người ta sai á, anh nói rất là nặng. Và người nghe người ta rất là khó chịu. Hay là do em nhạy cảm quá? Em không bao giờ nhạy cảm mà cái cách nói của anh như vậy á là không tốt. Thôi. Em không tôn trọng phụ nữ. Em mới giúp khi em nói người ta em suy, suy nghĩ lại mình. Đúng đi, hiểu không? Suy nghĩ như gì? Đối lập giữa không khí căng thẳng của Thi và Khương thì dưới nhà có vẻ khá bình yên. Căng được không anh? Đúng không? Mà lại áp được em áp đặt em. Mình là chắc anh hẹn hò với em. Anh Lợi thiệt tình luôn á, tụi em đang gia đình lãng mạn. Đừng có xuống anh Lợi. Em lại anh. Đang có hai lâu lắm. Em đang đợi giây phút này lâu lắm rồi nè. Chị Phúc sao? Hai người trong bữa ăn xong trò chuyện xong ảnh khi em nấu ăn ngon. À, Khương thấy rất là bình thường tại vì bạn ấy đã lạm dụng quá cái sự diễn xuất mà áp đặt vô cái người đó là Khương để có thể là gây sự chú ý. Thì Khương thấy là như vậy tại vì cái chuyện rất là nhỏ nhặt nhưng mà nhiều khi bạn ấy biết điện thoại đang ở đâu nhưng mà vẫn áp đặt Khương là Khương phải giữ và trả lại cho bạn ấy. Phương thấy bạn ấy nói chung là lỗ quá. Cái cách cư xử của anh Khương vậy với em á làm cảm thấy em giống như hả nó thay đổi cảm xúc hoàn toàn luôn. Mà nói chung là đã có một cái sự xích mích và hiểu lầm như vậy thì em nghĩ 8 ngày còn lại em sẽ không biết như thế nào, nó cũng sẽ là một cái dấu chấm hỏi. Thấy tình hình có vẻ khá nghiêm trọng, Phước quyết định ra tay hòa giải. Bây giờ mình sẽ ăn ủi Thi bằng chiếc đàn này, bằng music. Hồi nào đừng nóng nữa, để tành bài cho đỡ nóng nha. Em không có nóng, mà là em đang mù. Tại sao không có chịu hiểu em? Mày là suy nghĩ và áp đặt em là con người như vậy? Ờ, chung thì về Khương anh chưa nói chuyện nhiều, anh không biết. Chung thì vấn đề mà giống như đang giỡn nhau, mọi người đang giỡn. Nếu mà giả sử không phải là Khương giấu điện thoại của em thì cũng có thể là em vô tình quên hay gì đó thôi. Hai bên đều có chút sai. Vì em thì hơi nóng tính chút. Thì Khương thì cũng như vậy. Anh em thấy sao anh cũng không biết chuyện gì xảy ra nhưng mà thôi. Thì dù sao mình cũng sống với nhau hơn chục ngày ở đây rồi. Chưa kể sau này ai biết được là có duyên với nhau chứ đừng đợi ai biết được chứ. Căng lắm chú ơi. Bình thường thôi, em không biết gì đâu. Căng lắm.
Đi lên à, đi lên à, cho vui đi. Nếu mà em là con trai. Đúng là con trai thì đi lên vào. Không, có thể. Nhưng mà em nói anh nghe, tại vì á, mình làm vậy á, là bạn ấy sẽ nghĩ là bạn ấy nhìn thành một cái thói quen. Bây giờ thì ai làm sai, hiểu không? Ai làm sai không quan trọng, không quan trọng. Ok. Thôi em gái ơi. Em gái ơi, vậy anh trai đi có chút xíu là em gái rơi mắt hả? Biết rồi. Thôi bây giờ kìm lại nghe nhạc của Phước. Thả lỏng nè, thả lỏng nè. Thả lỏng nè. Mọi người vô hướng ứng đi nè, bạn đang buồn nè, vô đây. Dù cho đôi khi anh quá thờ ơ, đôi khi bạn anh đang buồn quên mơ, anh quá khờ dại, anh quá khờ dại. Dù cho đôi khi anh mất niềm tin, một điều là mãi mãi anh vẫn yêu em nhiều, yêu em nhiều, vẫn yêu thật nhiều. Đừng giận người yêu ơi, dù chỉ một lần thôi nhé em. Cuộc sống vẫn trôi xoay quanh mộng giấc mộng, nâng niu ngày tháng bình yên như vô tận. Cuộc sống cuốn theo thời gian như quá xa lạ, hãy cho anh một chút niềm tin, xin cho anh được nói anh vẫn yêu em. Okay. Mong em sẽ hoa hoa thôi. Ok, vô tay. Thôi, lỡ phải gì, nói chung á là hiểu nhau hơn. Hiểu nhau hơn thiệt, còn chứ giờ lỡ phải không quan trọng nữa. Ok. Vậy anh hiểu em như thế nào, lần sau em đòi điện thoại nữa thì sao? Trời ơi, khó luôn. Chị này, chị này, chị này, đứng ôm cái cho nó đẹp khung hình cái coi. Vô ra. Vô nè. Tân. Ôm đường ngoài coi, ôm bên trong, không ôm bên ngoài. Để chuẩn bị tâm lý ha. Ôm được phải nhìn mặt nhau. Nói chung là gì nè, anh hiểu em hơn. Cái độ nhây của em, cái độ nhây của em mốt anh sẽ chịu đựng nhiều hơn nữa. Rồi. Rồi. Ok. Rồi. Anh cũng sẽ mốt anh sẽ bớt nóng tính lại. Thì xóa hết, nãy giờ chuyện nhỏ, ok. Em hy vọng là... Nữa hả? Sau khi trôi qua cái chuyện này thì cái ấn tượng về Thi là có thay đổi một chút rồi. Vì Danny cũng cái ý kiến của Danny là Danny không phải là ủng hộ một người người này người kia, nhưng mà nếu mà trong nhóm ấy thì nếu mà cứ cho vui lên thì phải mặc dù bản thân mình làm sai hay là làm không làm gì sai mà vẫn phải chấp nhận để môi trường vui lên vui vẻ. Nhưng mà hơi tiếc. Sáng hôm sau, các thành viên quyết định sẽ đến thăm chỗ làm việc của Thi để hàn gắn thêm tình cảm. Giờ có biết mình đi đâu không? Giờ mình sẽ đi qua chỗ của anh, như là bạn của bạn Thi đang làm việc. Đúng không? Đúng rồi. Ok. Nhưng mà đi mình đi qua mục đích chính là gì biết không? Chính là để lôi bạn Thi đến trường quay gặp anh Lợi, đúng không? Đúng không? Không biết chiều nay thì anh phải đi xem phim với Hiên. Anh
Sao hơi dễ hoài vậy? Quá dễ. Bây giờ em thấy tình hình là cái vụ án quá dễ từ hôm qua giờ nó chưa có đạt kết quả tốt. Chuyện thứ nhất đúng không? Tiếp tục quá dễ. Bây giờ mình cứ bình thường đi, mọi người cứ bình thường thôi. Đúng rồi, bình thường mà. Đừng nhắc lại. Bình thường mà. Ok. Anh cũng rất là vui vẻ và bình thường. Anh lập thi, anh sẽ tiếp tục ôm thi một cái. Quả thì Khương có thỏa thuận gì không? Anh khó ngủ quá. Em ơi, suốt đêm áo ướt vì em. Còn xì đẹp mặt lúc ta xung quay. Nhưng mà anh làm mấy anh thì anh sợ Phương sẽ buồn. Sao anh sợ Phương sẽ buồn. Sao buồn? Tại vì Phương dù sao cũng đã chủ động có tình cảm với anh trước. Ấy dạ. Trời. Nếu mà không có thì sao Phương có thể đề cập thân gặp anh được, riêng tư được. Em mới thừa nhận đúng không? Nên là em, nhưng mà em cứ đặt nhẹ vấn đề là anh sẽ gặp Thi với một tư cách là một người bạn. Anh sẽ lấy lại không khí chung với mọi người bằng hòa giải sắp tới đây. Em chuẩn bị mình nên đi uống cà phê rồi đó. Để cái tay bỏ xuống. Tay là... Ok anh, hôm nay em sẽ để cho anh xem phim. Hôm nay okay. em sẽ mời tí. Không để Cương nó kẹo tự sức mạnh đó. Ừ, tự sức mạnh. Ok. Ok. Coi như nãy giờ Tuấn Cương chưa nói gì hết. Mấy thế nãy giờ mở cái Tuấn xem Cương đâu có nói gì. Ok, cảm ơn. Tuấn Hơn giỏi thôi. Rất cảm ơn. Chỉ cần hai người hiểu là được. À mới nói cái tỏ gì đi mới được chứ. Tỏ sáng đó. Tỏ sáng mọi chuyện rồi đó. Cái gì đâu. Nhưng miễn là mình hiểu như là được rồi. Ok. Em cũng chưa hiểu gì lắm. Nói chung là không sao đâu, em hết giận rồi. Sáng anh lại chàng cũng nhắn tin bé Thi à. Bé Thi ơi đừng giận nữa nha, đừng buồn nữa nha. Đừng buồn nha em. Chỉ làm cho anh đớn đau. Sau khi lỡ ăn món ăn của Hà nấu hôm qua, Phước đã tuyên bố muốn hẹn hò với cô nàng. Căng được không anh? Đúng không? Mà lấy áp được em, áp đặt em vậy em đó. Mình tự nhiên là nói tự nhiên nhầm. Chắc anh hẹn hò với em. Quả nhiên anh chàng đã biến nó thành sự thật. Chàng nó cao. Dạ mang. Từ
không bao giờ chị? Chị lần đầu tiên nha anh. Nên có chút bối rối. Chị xe này cài ok không? Anh hứa đây chị sẽ cảm nhận được gặp. Xưa một thời anh chơi lầy quá, giờ tu tâm dưỡng tánh lại. Anh đừng như bây giờ em chưa gặp ai nhanh đâu anh, là không uống bia, không thuốc lá, không rượu chè, không gì hết. Không cờ bạc. Nhưng mà có gái gú hả? Không, cái đó chắc không. À, sao nãy anh không kể? Anh quên đó. Anh quên, em nhắc cho anh nhớ. Gái gú thì một thời đã qua thôi, thời anh chơi lần 7 qua thôi. Giờ anh tu rồi. Mà thường thấy con gái giờ họ thích mấy thằng trai hư hơn là mấy trai ngoan. Nhưng mà trong anh giống trai hư. Hư là tùy cái hư, ý anh hư là sao? Tức là kiểu bad boy cái này cái kiểu mấy dân chơi đu điệu này. Chắc anh là thờ con gái mà thời mới lớn thôi chứ còn tuổi như em thì đâu có thích như vậy đâu. Không, anh nói thế nhưng mà như trai tốt thì thường là đừng được anh em hết. Không. Anh cũng biết anh là thuộc dạng trai tốt hay trai hư nữa. Anh cũng biết. Anh là người thích yêu thỏ. Anh nuôi hai con thỏ yêu dấu, anh nuôi từ hồi như đây. Anh cho ngủ cổ anh rồi. Đừa nó có để con không anh? Hai được. Sao không một được một cái cho nó để dụ. Con bán nó anh đó là con cái. À. Ê con mèo kìa. À anh yêu động vật vậy anh? Anh yêu động vật lắm. Ừ, em cũng yêu động vật vì thịt của chúng rất ngon. Nó đùa anh. Mấy anh là mấy trước giờ là quen mấy người rồi ta? Anh cũng không nhớ. Big boy đây rồi. Nhớ nhiều người. Chứ anh có thể giờ người ta không chịu nổi được tính mới quái của mình. Anh vậy trong nhà là anh hẹn hò với ai chưa? Hay là em là người đầu tiên vậy? Ờ, thì lần đầu tiên là anh được chương trình kêu vá thư, cầm lá thư đưa cho Phương. Dạ. Là biết đó tính là hẹn hò chưa ta? Nhưng mà rồi đi ăn nữa mà đúng không? Vậy là hẹn hò rồi, có đi ăn với nhau. Ờ. Vậy em là thứ hai. Ừ. Nhưng mà anh cũng không ấn tượng Phương lắm. Ủa sao vậy? Chứ anh ấn tượng ai đầu tiên? Anh không biết. Vậy là chưa ấn tượng ai hết? Tại nó hẳn nghe má anh mờ. Giải phẫu. Thì mà giải phẫu thì sao em chưa có hiểu. Anh xưa anh bị cận á, anh bị cận 8 độ, anh giải phẫu thì nói chung nó vẫn chưa hết hoàn toàn. Anh thấy được đường đi thôi nhưng mà nó thấy rõ chi tiết mặt một người, anh phải ngồi sát cái này anh mới thấy được. Vậy thì anh ngồi xa ra một chút, cho thấy em đẹp hơn. Ờ thì đúng rồi, ngồi xa thấy em đẹp thì chắc heo lớn rồi. Cảm ơn chị. Chị Phương nấu ăn cũng ngon lắm anh. Ngon chứ cực mà kỳ. Nấu ngon anh không biết tại anh không có để ý lắm. Nhưng mà nấu mà trúng trái tim anh là em nấu kim chi ngon quá. Cảm ơn anh. Lần đầu tiên em nấu luôn á. Thấy nấu 10 lần chắc là anh sẽ giết anh luôn. Chắc vậy. Anh có anh chị em gì không? Không. Có một mình anh. Mình. Bà ngoại giờ lớn chưa anh? 70. Bà ngoại trẻ lắm. Nhìn dạ. Như năm mấy vậy? Ngoại anh là người hướng dẫn anh tới biết rock. Bà ngoại anh nghe rock. Mẹ anh xưa ca sĩ nhạc rock. Và những bài anh hát bây giờ bà ngoại anh chỉ anh nghe đêm hát. Wow, đỉnh quá vậy. Cách đây vài năm trước ngoại như tóc đỏ. Đó, nghe hơi hèn sai nhưng chi, mà gia đình chắc quá. Là anh hẹn em là tự nguyện hay là bị ép buộc vậy anh? Tự nguyện. Tự nguyện đúng không? Ừ. Đúng không? Đúng. À. Mời anh ăn. Tự nhiên thấy mấy miếng này ngon hơn miếng kia luôn. Ừ, đương nhiên ngon, trời ơi. Chắc miếng này bên bao khác hơn miếng kia bao khác. Bên mi dễ thương không? À, ổng tớ tếu. Ờ, hôm qua tụi anh nghi em với Danny cặp đôi bí ẩn. Chắc chắn không phải rồi. Ai cũng nói vậy chứ. Anh nghi ai? Thì tụi anh nghi là em với Danny tại mặt hai người nhìn phu thê lắm. Mặt em đẹp được như ổng hả? Không, tí là nhìn cái nét giống Hàn Quốc giống nhau. Ông lợi, ông cứ nghĩ em
ông nghĩ gì? Ông cứ muốn mọi người nghĩ em với là anh Danny là cặp đôi bí ẩn. Ông mong yên phòng mà tụi để... anh nghĩ thế đó. Danny tội vãi luôn. Còn nói gì đi, có phải không vậy? Sao anh biết anh còn rút chứ con bị đập chết. Ác ghê luôn á, sao ông lời ông ác ghê luôn á. Rồi ông làm cho em không còn cơ hội với ai luôn á hả? Sau buổi trò chuyện rất vui vẻ, Phước đã thực sự bị sự vui tính của Hà đánh đổ. À, sau buổi hẹn với Hà thì mình thấy Hà một người khá là dễ thương và cũng có nhiều sở thích khá giống nhau, như là thích coi phim hoạt hình rồi Pokemon, Naruto và những phim tương tự và chuyện tranh nữa. Thì có lẽ mình sẽ thử tìm hiểu cô gái này xem sao. Còn đây lại là cảm nhận của cô nàng tưởng rất trẻ con. Ừ. Ngày hôm nay thì mình có hẹn hò cà phê với anh Phước. Thì sau khi đi cà phê về thì mình thấy anh Phước, mình nói chuyện với anh Phước rất là hợp với nhau. Ảnh cũng khá là vui tính, cũng hai anh em trao đổi chuyện trò thì cũng có nhiều cái hợp. Mà mình thấy là nhưng mà kiểu như là đối tượng mà để yêu đương hẹn hò thì mình cũng chưa biết nữa. Tại vì mình muốn là quen một người đàn ông mà kiểu chín chắn hơn một chút xíu, điềm tĩnh hơn chút xíu. Còn về anh Phước thì cá tính mình thấy là hơi mạnh quá thì có vẻ như không biết là có vẻ như là không phù hợp với mình lắm.